nó để đóng hay sao vậy? Ông già nào? Cái ông già mà nó có gầu quá. Già có gầu đó hả? Ừ. Trời ơi. Bơi bác ngày nào mừng qua mình đi chùm mày hả? Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Nhưng mà bơi bác mà mừng chết này hết à, mừng qua mình đi chùm. Chưa, tới mấy chục cửa mình mới tới diệt chùm. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level 4 luôn nha các bạn. Ở cái level vừa rồi nó có cái vũ khí rất là hấp dẫn nha, đó là cây bông màu đỏ nè, với lại cái núi lửa. Ai cái trận này thì mình chắc phải mua qua hướng dương này. Mua cái cây này với lại thêm cái cây khóc lửa này bắn cho nó mạnh lên. Dạ hai ba nè đi. Không, để cái khóc lửa đó cho cây đậu nó bắn mới giữ. Cây đó bắn là lửa luôn đó. Mà bay bay nhọn mà cái coi nó biến thành quái vật con này nè. Đúng rồi, để mình coi nó thể hiện như thế nào. Ui, con này cái mặt nó nhìn thấy ghê quá. Đâu? Ô, đi, 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 đi. Cái con lớp lửa hả? Mình đặt cái bông qua hướng dương lên trên cái cây này luôn nè, coi nó có gì đặc biệt không. Thì chưa là xin đi nó đã xuất hiện rồi đó. Ôi trời ơi, con gì mới vô mà nó bắn mạnh kinh thế. Ba đang bay vậy dạ? Zombie đốt lửa. Trời ơi, cái này ba bắn nè. Yeah, cho nó bắn vào cục lửa nè, đó thấy chưa? Ghê không, cục lửa kìa. Ủa sao cái cục này nó đi lên đây rồi? Cản nó lại. Ê, thì ra cái con này nó thảy được cái con zombie ra. Ê trời ơi, nó chích ra luôn hả? Vậy là vũ khí nào mới tiêu diệt được con này? Con này thấy khá là lợi hại à. Điện giật nó. À, điện giật nó được các bạn ơi. Cho nó một trái bom cherry. Quá nguy hiểm rồi, nó đi kiểu này là chết bông của mình hết. Cản nó lại luôn. Nói đi. Nổ ba sao ba? Hệ sống này ba không lật của ngoài và ba đây. Ủa ba sao bám gì? Trời ơi, làm ba gói đặt lộn luôn nè, đợi chút xíu đi, rồi Phúc hở đi. Nhưng mà ba thì sao ba không... Sao là sao? Nhưng mà thì sao ba không chịu lấy cây sống ba đây để ngoài mà ba đây để chung với này. Để chung với cái hốc lửa đó nó mới bắn là giữ chứ. Nhờ mà cái con này nó thành quả vật luôn nè. Trời ơi, không thấm nó rồi các bạn ơi. Cái con này là phải chơi xung điện giật nó mới được. Chết rồi, nó bứng mình đi kìa. Ồ, hên quá. Ôi trời ơi, nhắn lộn rồi. Thêm một cái hốc ở đây cho nó bắn cho mạnh luôn. Ba ấy này nào. Tôi ba giờ hai ba lấy chiếc nã để trả nè, coi nó có công dụng gì không. Thế nào? Có chiếc cá vô nè. Có chiếc nào? Có chiếc lá vô này nè. Chiếc lá vô cục đá này hả? Trời ơi, nó ra tia lửa màu xanh kinh dị mỹ luôn. Quá quyết luôn các bạn ơi. Quyết luôn. Con này phải cho nó một trái bơm nó mới chịu thấu nó, chứ nó đi sơ sơ rồi nguy hiểm quá. Cái này nó ra màu xanh y như là cái cục điện vậy á. Y như cái cục điện luôn. Wow, lúc mình tăng cường nó lên lâu ghê ta. Con này khá là đẹp đó các bạn ơi. Cả nó lại luôn. Ok, cho một cây đấm bóp vô đây. Nhưng mà nó ra lửa màu xanh. Nó ra lửa màu xanh luôn, quá dữ. Chỗ cây lên thử coi. Yeah, mình đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Cái hình ông già kìa, chắc có lẽ màn này mình được tặng quà đó các bạn ơi. Ủa ba, nổ ba thì sao nó không cho bút bấm mà nó lại để bấm đó. Vậy? Đó, mình nhận quà đó. Đó, mình nâng cấp con này lên kìa. Đó, được lên 4 level. Ủa vậy? Con này con gì giống trái chim, giống trái sầu riêng quá vậy. Ok, vô nhờ, tiếp tục thôi. Nhưng mà ba thêm nhờ, một cái level nữa ha. Nổ dạ. Nhưng mà ba thì sao cái ông già nó hồi sau cái ông già nó để bấm rồi. Cái này là cái gì đây? Bỏ nó vô coi. Ông già nào? Cái ông già
mà hồi nãy á. Wow, cái cây này nó bắn cái viên đạn nhiễu lên kìa, thấy không? Khá là độc đáo. Ôi, gãy rồi, gãy rồi. Ê, con này bắn cũng khá là mạnh đó Phúc ơi. Gãy gì? Ồ, Phúc đang bình luận viên rồi bị mũi cắn, bị ngứa lưng rồi. Yeah. Cái cục này nó bắn mạnh như ta. Cái bông này nhìn thấy ngộ ngộ rồi. Được tặng một cái cây nữa các bạn ơi. Hết zombie ra quá nhiều rồi Phúc ơi. Bơi. Nói. Nổ ba. Giờ mà cái ông già hồi nãy thì sao? Nó đợi bấm rồi. Ông già này chết rồi. Cái cây này nó đã xuất hiện nữa rồi kìa. Ba. Nói đi. Giờ mà cái ông già hồi nãy hả? Giờ mà cái ông già hồi nãy. Giờ mà cái ông. Rồi nè. Không phải cái ông già mà có rau á. Yeah. Ừ. Cứ đâu Phúc nói chuyện đừng có xà lắm ra được không? Nhưng bà ơi. Ừ, nói chuyện này đây coi sao. Giờ mà hồi nãy ông già nó đợi lắm rồi. Ờ. Chút xíu nó hết rồi. Sao cái ông già nó đợi lắm rồi. Ừ. Quá trời. Trời quá dữ luôn. Cái ông già nó đợi lắm rồi sao? Ông già nào? Cái ông già mà nó có gâu quá. Già có gâu đó hả? Ừ. Ít rồi. Bơi ba. Mình đâu có xài bơm Jerry đâu mà mắc hết cái này ta. Ba. Nói đi. Giờ hai ba ấy chứ. Thì ba lấy chiếc nã để cho cái này coi nó có công dụng gì không. Ba mới cho rồi đó, nó vô nó quăng cái bệnh kia nè coi nè. Đó. Nó quăng cục bệnh kia nè đó thấy không? Cục đen đen bệnh kia nó thấy chưa? Quá trời luôn. Quá dữ luôn. Nó đang đi đổi nón. Nó đang đi đổi nón hơi bị mạnh đó. Ok, vậy là mình đã thắng rồi sao? Yeah, rất là đơn giản các bạn ơi, chưa sử dụng tới hai trái bơm cherry mà mình đã chiến thắng cái level này luôn rồi. Rất là dễ dàng. Ok. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình chưa quay mãi rồi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà này tối rồi đó. Để coi coi. Để coi tới level mấy rồi, hiện tại mình chơi đến level 5 nè, level 6 nè. Rồi chắc có lẽ mình tạm dừng ở đây rồi mai mình chơi tiếp ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Ok bye bye. Rồi bye bye đi, mình bye bye đi. Nói đi bye bye.